Huệ on the mic. Không phải là do em chành mô, ngoan như dạy bào có đồng đánh mô. Lấy chồng giàu thì đi ô tô, con lấy chồng nghèo đi vô rắn mô. Do phong tục nhà em rửa đỏ, ba mà khó mà ế rửa đỏ. Thương anh rồi vừa sờ vừa ló, sờ bá mà đặng cùng sờ. À, chơi chiếc xe này có chán hay không? Thì mình khẳng định là chơi chiếc xe nào cũng sẽ có lúc chán. Vậy làm sao để mình chơi không chán? Đầu tiên á là mình phải chơi có anh em và có một cái gọi là quan điểm chơi xe riêng của mình. Ví dụ mình là một người. Già mày ra, bố mày thời đại 4.0 rồi ngậm mày già lúc cũng khác. Lại mày thiệt chứ. Tôi không kiếm chuyện ấy, với nấy đừng. Ê, đỡ là trời nắng nặng ơi. Ê, tao lại mày thiệt chứ. Tao lại. Chứ. Rất dài, anh sẽ vững tin khi em luôn cùng đi với anh. Sẽ không quá xa, sẽ là những phút giây khi ta cùng nhau nắm chặt bàn tay. Chơi chiếc xe này có chán hay không? Thì mình khẳng định là chơi chiếc xe nào cũng sẽ có lúc chán. Vậy làm sao để mình chơi không chán? Đầu tiên á là mình phải chơi có anh em và có một cái gọi là quan điểm chơi xe riêng của mình. Ví dụ mình là một người không có thích đua đòi nhiều quá, là mình thích tự làm chiếc xe đó, thì đó là một sở thích rồi. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu kéo theo đàn trai. Người anh tới anh đón em về cứ tình trăm năm.
sáng ngay bên đêm một người hơn. Bóng trăng đã phai tàn rồi, bên hồ nguyệt cầu phai phôi. Bóng đôi lứa đang hẹn để mong kiếp sau làm phù thế. Bây giờ lại viết tiếp như mình thấy. Để mà mắt vô lâm và cái bình kêu hỏa khi nghe this song nó cháy. And now it's viết mà from the west side. Tao làm bài này solid và đâu mới tìm thấy bài cho bài thứ hai. Nhớ rằng món đồ bạn thích rất cắt đỏ, người bạn thích rất ưu tú và thế giới rộng lớn đẹp đẽ đó như vậy, bố mẹ bạn xứng đáng được ngắm nhìn một lần. Ngay cả đứa bạn ghét cũng đang ngày đêm học tập, bạn một mặt mũi nào mà nằm trên giường chơi điện thoại. Và vào một ngày của 30 năm sau, bạn bước vào một căn nhà chật chội, bước lên một chiếc xe cũ kỹ, cuộc sống của bản thân cũng không tự quyết định nổi. Nếu không muốn một tương lai như vậy, hiện tại bạn phải nỗ lực ra sao bạn hiểu chứ? Ở lần sau mình sẽ nói cho bạn biết giáo viên cấp 3 đã lừa dối bạn. Sang hết năm nay em được làm cô dâu, mà năm tay ba mang theo sinh đề cao trầu. Hò ơi, ơi hò, khóc kiều giang, anh quá rước em về dinh. Hò ơi, ơi hò, tiếng pháo rộn ràng. Thả bầu trời xanh ngát. Hey, hello, hey, Lily. Nhà sinh nhân chưa? Đi xem bói, thầy bói nói đường tình duyên của con rất là rộng mở, nguyên con đường đó có mỗi mình con đi. Anh đâu cần kinh tế giàu có, bình dân cùng em mà sống. Ta kể miền đời họ cứ dằn co, tối về em muốn chiếc căn nhà nóng. Anh không muốn trong căn nhà chật, theo em thì anh buồn xó. Mà dù biết đời mình khó mà cố không tin là số mình cứ tiền đó. Giờ đã khuya em cần tiền.
bây giờ toàn thẩm du. Gái xưa gặp trai thì khép nép, gái giờ gặp trai thì chậm khu. Mới 12 tuổi đã kiếm gậy, yêu xong chia tay rồi gây lệ. Lên năm 14 em đã xệ, thất tình gạch tay nó mới ghê. Chụp hình phải ẩn lên to nhà, em là gian chơi hút si sa. Khi phố lên đèn em lên ba, quen năm thằng bộ mới si đa. Em là gian chơi muốn làm idol, chụp hình có xe như vậy mới viral. Kiếm năm nhái mới chịu làm bồ, phải chạy xa chia và biết đa số em. Chiếc xe này là 150 Upstyle Touring. Sài Gòn ngày xưa thương sơ cắt thư gia 47 cùng cô ba, anh dắt em qua nhà khu thương mại sầm uất tấp nập người cô ra. Sài Gòn ngày xưa trên đường phố những chiếc Vespa và 67, nhưng vẫn còn đâu đó ở vùng ngoại ô những chiếc xe tăng đẹp máu chảy. Sài Gòn ngày xưa trời thu tâm biết nhẹ đưa ta áo gái da nâu, họ hẹn ở góc quán nhỏ sau giờ tan học, đó là điều ta. Năm mới vui vẻ, cùng hỷ bắt tay.